Không là trà. Thì ra là nó. Rồi, xin chào mọi người. Trời ơi, bây giờ kinh. Trời ơi, nhìn cá tra lộn nè anh em. Nó khủng khiếp không? Trời ơi. Giờ ra lửa vừa dỗ rồi vừa vừa giữa kinh lộn không, nó thấy thấy ghê gớm không? Cái đó một cái xuồng ra gần chỗ đó thả xuống là lụm, không nhỏ thì lớn, không lớn thì nhỏ, chắc chắn phải có. Tại vì lý do là kinh lục bình á, bây giờ họ xịt chết nhiều, lộn quá trời, họ xịt chết nhiều, lên tới đây xịt chết quá trời chết rồi. Mà giờ chỗ nào có lỗ trống như cái chỗ này là nó sẽ cá sẽ ra lộn dữ lắm đó. Bây giờ chung cũng kiếm cái chỗ nào mát mát, chung quýnh làm clip anh em xem nha. Nhìn chỗ này ghiền thiệt chứ. Trời ơi, lên con nào nấy đuôi trắng phiếu, trắng phiếu nó. Quá đã anh em ơi. Ghiền chết luôn ha. Rồi, trời ơi, nhìn mê quá mê luôn rồi. Đã thiệt chứ. Thôi giờ đi kiếm chỗ trống quýnh nè em ơi. Chắc có lẽ là kiếm chỗ trống quýnh. Chỗ này lục bình vừa chết chưa thúi lâm. Nó mà chết khoảng tuần lễ là nước kinh thúi lắm. Chỗ này chung quan sát là cái nước nó chưa có thúi anh em. Nước nó vẫn còn trong. Rồi cả nhà thấy con cá, cái chỗ đó cá tra lộn quá khủng hoảng à. Lộn quá sức lộn cái lỗ trống đó. Rồi, bắt đầu đi làm clip cho anh em xem nha. Mọi người xem cái kênh nhắn chuông để nhận được những video của chúng mình làm clip cả nhà xem nha. Hôm nay là tiếp tục quýnh cánh dinh lợi mọi người ơi. Trời ơi, có đột biến vậy. Gì đây? Trời ơi, cá rô. Trước mắt là còn cá rô đây nè. Đang sửa soạn càng kia càng dính cá rô cũng nhỏ chắc chung thả luôn. Trời, toàn vô hộp bí này không chết tôi luôn. Dấu hiệu gì đây? Bình pháo giống giống gì đây trời ơi, cái rô anh em ơi. Trời ơi, chung câu cái lỗ này mà chung nhìn cái lỗ ngoài kia chung chạy nước miếng với nó anh em nè. Hồi nãy cho anh em xem rồi đó, cái chỗ ngoài trong đó trống rồi đó, nó lùn mình chết đó. Trời ơi, cái cha gì mà lộn, thôi đừng nói tới cái cha khủng khiếp, cái cha nó chạy đường nào cái cây vậy. Ê ê à, kinh nãy giờ được không anh Hải, có lý không, có lý không anh Hải? Con trước em rình nó đâu mà nó không ăn, nó chuyện thổi cái buổi rồi không, cũng không chịu ăn luôn, giờ mới ăn nè. Trời ơi, sướng cái tay bà ơi, quá đã, quá mập. Đây con cá gì, cá hộc điều hả này ha, trong giò. Ghét thì nó muốn cắt thì cứ cắt đi, cắt mẹ nó bỏ đi. Chưa cầm kịp cái thằng câu giật, nó không có đủ cái thế tán. Trời ơi trời, tức.
cát vô. Nãy giờ nhóng chung mấy cái phao chung vực không được. Hồi ơi, không phải cầm cần 5 mét em, cái mình thả xuống dối tay cái mình không kìm được cái cuộc chỏ mình vô cái đít cần á. Mình giật nó không đủ sốc chứ không phải gì hết nè. Trời ơi, cái rô nái cỡ này mà nãy giờ hụt mấy con thiệt, chịu gì thì nổi anh em. Tròn vo ăn cá nhìn quá đã luôn. Kỳ hen. Nhịp thục quá sức chắc thác lát. Trời kỳ ra hai cái rồi. Ơi, quá đẹp luôn như quá tam. Quá tam còn được hay không nha. Thì ra là nó nãy giờ ăn vụt hoài thác lát anh em ơi. Phải vậy, cái trước quýnh chung thác lát tầm này cũng ổn anh em ha. Nãy giờ chính nó là thủ phạm. Ăn vụt mấy phát vừa xây cái đoạn câu nó bị quấn nhợ này, cái phao chìm luôn. chung mới tiến tới trước, chung móc hai lỗ rồi nè, nó móc dài thêm hai lỗ nữa, chung quay lại chung đóng được con này. Rồi trời này, nắng móc lỗ mệt mà lại gỡ con rô cũng quá đã rồi. Giật mình cho nó. Vụ gì nó cũng tạm chấp nhận đi nè. Ăn cái gì mà hụt hoài, hụt kiết thiệt, móc lỗ mệt, ăn hụt kiết cũng buồn chứ bộ. Rồi gì đây? Sảy hả? Rồi. Ôi ôi, nghe anh đóng hết tay luôn dưới cá rồi. Còn được không? Nếu còn cá thì dướng ấy còn quá thì dỡ lên luôn. Rồi. Mất một cơ hội. Cái này là cá của anh Hải nha nè. Anh Hải vừa hơi bớt rồi, ảnh giật cá quá anh mệt rồi. Con kinh này, trời ơi anh làm cặp vô. Con tra con vô lém. Còn có rô trong đây, có rô ông nội không? Cái vô đẹp. Đó. Trời gớm không? Vù nái. Đủ vốn rồi. Thấy chưa? Được chưa? Rồi ok anh. Còn đường kinh này nó bít. Nhưng mà cái chỗ nào mà có chỗ trống á, là cá tra lộ dữ lắm. Còn nãy anh Hải quýnh trong hai lỗ này cá tra của ăn luôn.
ghê thiệt. Anh Đức được nhờ anh dặn quá, giờ anh lên bờ anh nghỉ giải lao à, chung bắt đầu chung bào tiếp. Vô nước đi anh, em bào mấy lát nữa coi. Cao đi. Cũng phải cho giật, cũng phải cho giật cái chứ, gồng quá gồng à. Ôi quá tê. Ơi, không lẽ tra. Lạ này em ơi. Hồi nãy quá nào chung tưởng tra chứ. Lên luôn, lên luôn. Đâu anh Hải đâu thấy không ta? Đó. Ảnh đủ bo rồi, nè, phe cá nha. Gì ở đây? Ơi, ơi. Ơi, bậy ngang, bậy ngang. Em chưa thấy mặt con cá mấy anh em ơi. Lên đi, em thấy mặt con cá rồi em tính cho. Ủa gì ta? À, chợ thất lát mà khuyến mãi nồi rong nữa. Tưởng đâu nặng lắm nãy muốn gần chết, thấy không? Thôi cũng được đây, có còn hơn không, đừng rên. Ôi thắt lát nang em. Mà nó nhúng cái phao, nó nhúng cái phao em cũng nhúng theo nó luôn. Em mệt muốn chết cá này thiệt chứ. Khán giả coi đông nha. Đâu rồi? À. Chiều của khán giả coi con cá nữa. Ơi ơi cái bộ lớn nhạn mà nhịp nhịp theo muốn gần chết. Rồi xin kết thúc video anh em ơi. Đây, mấy anh em lên tới nữa. Chạy lại tới nên anh Trung rút về luôn. Nó đầy đủ quăng mặt, quăng giỏi quá gian hết luôn. Nói chung á là lý do là con nước nó thúi quá. Nó thúi quá, con cá nó đi ra ngoài xa quá, nước chỗ trống còn sát sát bờ, nó không ăn mạnh. Để lại review cá cho anh em xem nha, cũng được mới chứ không được nhiều anh em ơi. Rồi, kết cục không có đổi xô đâu. À, có cá nha, tại vì ăn cá ăn ít thôi. Đội quần cũng như đội giải thôi. Kênh này bị lục sạch đục bình chứ không phải bị gì. Ôi ơi, uổng.
Đây đây. Giác nhờ giác cuối cuối làm là được mới một hai cái thác lát kiếm cảm giác nè. Cái này tổng kết nguyên ngày ngang, còn buổi chiều trong clip buổi chiều thì nó không có mạnh lắm đâu nha. Chắc được gần chục cá rô với 4 năm thác lát, 4 thác lát. 5 thác lát. 1. Nói chung là cũng ổn áp, không đến nỗi mà đội cái xô trên đầu. Rồi, tổng chào đại gia đình. Mấy fan. Bye bye. Hẹn mấy anh em ở clip sau nha. Trời bây giờ hiện tại là 6:20. Mà nhìn hướng này rất sáng luôn. Nhìn hướng này vẫn còn câu không cần phao đèn được, nhưng mà giờ đường xa quá anh em ơi. Giờ về đường xa nên chung phải rút luôn. Rồi hẹn mấy anh em ở clip sau nha. Mấy anh em nhấn chuông đăng ký để nhận được video của chung nha. Bye bye cả nhà.